việc đón sinh nhật tuổi 53 ở chùa. Thưa quý vị, hãng tin Phượng Hoàng cho biết ngày 26 tháng 4, Lý Liên Kiệt bí mật tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ tại một ngôi chùa ở núi Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây. Ông Hoàng Cô Phu chia sẻ, 13 năm trước tôi từng tự mình đi bộ đến đây. Ngày này sức khỏe không như xưa nhưng vẫn muốn trở lại chốn cũ. Nam diễn viên 53 tuổi cùng các cao tăng cùng nhau ăn bánh kem, rượu pháp. Lý Liên Kiệt còn thắp đèn cầu nguyện, anh nói, mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy tĩnh tâm và bình yên. Trước đây tôi thường thích những buổi tiệc bên bạn bè, bây giờ có tuổi tôi không còn đam mê sự xô bồ. Ngôi sao Cô Phu thừa nhận nhờ đọc kinh, luyện khí công và ăn chay là sức khỏe của anh có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây. Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi còn nhỏ anh khá yếu, thường bị bệnh nên được gia đình cho đi học võ để cải thiện sức khỏe. 11 tuổi, Lý Liên Kiệt đã giật giải tại các cuộc thi võ tầm quốc gia. Anh nhận giải thành tựu vàng của Tổng hội Võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi. Ở tuổi 19, Lý Liên Kiệt đã có vai diễn đầu tay và nhanh chóng trở thành sao. Năm 1998, sau bộ phim Vua Sát Thủ, Lý Liên Kiệt tấn công thị trường Hollywood và chinh phục thế giới với dự án Lethal Weapon 4. Sự nghiệp Lý Liên Kiệt bị gián đoạn sau khi phát hiện mắc bệnh cường giáp trạng, dẫn đến rối loạn nhịp tim, khó khăn khi đi lại và mắc lỗi. Cách đây vài năm, anh mở trường dạy nghề Thái cực quyền để nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.